Thưa quý vị, Tổng thống Trump chọn bình luận gia Larry Kudlow làm cố vấn kinh tế. Tổng thống Donald Trump đã chọn một phân tích gia kinh tế và cũng là bình luận gia truyền hình, ông Larry Kudlow, để thay thế ông Gary Cohn trong chức vụ cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc. Đài CNBC nói rằng loan báo về quyết định của Tổng thống Trump có thể được đưa ra vào hôm thứ Năm. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders nói với giới truyền thông rằng ông Trump có nói chuyện với ông Kudlow, năm nay 70 tuổi, vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, bà Sanders không xác nhận là ông Trump có đề nghị cho ông Kudlow giữ chức vụ này hay không. Việc bổ nhiệm ông Kudlow làm giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia nếu xảy ra sẽ không là một điều quá bất ngờ. Theo bản tin Reuters, ông Trump nói với các nhà báo vào hôm thứ Ba rằng ông Kudlow, người thuộc Đảng Cộng Hòa, từng là cố vấn kinh tế cho cố Tổng thống Ronald Reagan vào thập niên 80 và cũng từng làm việc ở Wall Street, có nhiều cơ hội để chọn được người làm người thay thế ông Cohn.